Bây giờ mình sẽ nói với bạn cái chuyện gì? Bạn muốn biết là cách thức ra sao, đúng không? Và có thật hay không? Điều quan trọng là bạn có tin là có thật hay không? Chính vì bạn không tin, mình ở đây mình nói là không phải là nói suông, mình không muốn nói suông, mà mình muốn bạn tin. Mình muốn bạn tin, cho nên mình sẽ phải chứng minh. Bởi vì mình đã cực kỳ là hân hạnh vì đã được trải qua rất nhiều rồi. Rất nhiều rồi, cho nên mình mới chứng minh cho bạn. Vì mình trải qua, cho nên mình mới nói với bạn để cho bạn tin. Nó mới thật sự là sống động. Còn nếu mà bạn chỉ đi người nghe người ngoài nói hay là trên sách vở nói thì bạn sẽ bán tính bán nghi. Nhưng mình trải qua rồi và mình thực hành cách thức của nó như thế nào, mình đều đã làm rồi, cho nên mình mới nói cho bạn. Đầu tiên, bạn hãy nhìn bản mặt của mình cách đây 6 năm và bản mặt của mình bây giờ. Bạn hãy nhìn xem nó có sự khác biệt gì không cách đây 6 năm. Đầu tiên, bạn phải biết được sự khác biệt ở đây là độ béo và độ gầy. Bạn thấy không? Độ béo, độ gầy. Cái gì mà nó lại có thể làm cho mình như vậy được? Cái gì vậy? Bạn có tin rằng là khi qua tuổi trung niên, khi đã quá tuổi trung niên, con người có thể cao lên được không? Chắc chắn là không. Bởi vì con người ta đến năm 25 tuổi là đã phát triển hết chiều cao rồi, và khuôn mặt đã được định hình rồi, không thay đổi. Chứ đừng có nói chuyện quá tuổi trung niên mà lại có thể phát triển chiều cao được. Nhưng mình chính xác là cao thêm 3cm nữa. Bây giờ mình 1m73, trước đây 1m69. Bạn có thấy cái điều kinh khủng nó không? Cái điều khó nhất nó làm cho bạn, nó còn làm được. Huống hồ gì là tiền bạc. Mình chứng minh luôn nó làm tiền bạc cho bạn. Nhưng mà trước tiên mình chứng minh bằng tiền bạc, bây giờ mình chứng minh chính bằng bản thân mình luôn. Là bạn nhìn cái ảnh của mình cách đây 6 năm và bạn nhìn cái ảnh của mình bây giờ hiện tại đang nói chuyện với bạn. Bạn thấy có sự khác biệt như thế nào? Không thể nào có chuyện trẻ ra được. Khi đã quá tuổi trung niên, con người sẽ càng ngày càng già đi. Nhưng bạn so sánh xem nào. Không thể nào có chuyện đẹp ra được. Nhưng bạn hãy so sánh của mình cách đây 6 năm và bây giờ xem thế nào. Nó khác nhau như thế nào? Nó đang làm được những gì cho mình? Nó quá đỉnh và là quá kinh khủng. Những cái như vậy, bạn có bỏ tiền ra bạn không mua được. Bạn thật sự không mua được. Bạn có bỏ ra 1 tấn tiền bạn cũng không mua được. Bạn hiểu không? Không thể. Tại sao bây giờ mình mới nói, tại sao mình lại nói cho bạn? Bởi vì bây giờ á, là con người ta luôn luôn có tính hoài nghi. Tất cả mọi người đều có tính hoài nghi.